Đêm ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương, tức là dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực tây bắc thủ đô Quito của Ecuador. Theo xác nhận ban đầu của chính phủ Ecuador, ít nhất một người đã thiệt mạng do vụ động đất này gây ra. Trước đó cùng ngày, một trận động đất với cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây Ecuador, chỉ một tháng sau vụ động đất kinh hoàng tại quốc gia Nam Mỹ này khiến hàng nghìn người thương vong. Hồi tháng 4 vừa qua, Ecuador phải hứng chịu một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, khiến 650 người thiệt mạng và khoảng 16.600 người bị thương. Đây được coi là trận động đất tồi tệ nhất trong gần 70 năm qua tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo ước tính, thảm họa thiên tai này đã gây thiệt hại lên đến 3 tỷ đô la Mỹ và có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Ecuador giảm từ 2 đến 3%.